Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học duyên hệ. Cái phần duyên hệ hôm nay thì chúng ta sẽ học về tổ hợp trùng duyên. Tổ hợp trùng duyên ở đây nó cũng thuộc về cái giống vô gián. Nhưng mà nó khác ở chỗ là vô gián duyên ananta rất giá, thì cái sát na tâm trước vừa diệt diệt mất thì nó trợ cho sát na tâm sanh tiếp tục, sanh tiếp nối không gián đoạn. Bất cứ tâm nào liền kề tâm trước thì tâm đó cũng đều là vô gián duyên. Cái tâm hộ kiếp thứ nhất trợ tâm hộ kiếp thứ hai, tâm hộ kiếp thứ hai trợ tâm hộ kiếp thứ ba, rồi cái tâm hộ kiếp tiếp dòng trợ tâm khai môn, tâm khai môn trợ thì tâm ngũ minh thức, ngũ xung thức trợ tâm thiết thâu, thiết thâu trợ tâm thẩm tấn. Tất cả những sự trợ duyên sát na trước sát na sau đều là vô gián duyên. Cái tâm phân đoán trợ cho động lực thứ nhất cũng gọi là vô gián duyên, bắt đầu từ tâm động lực thứ hai trợ động lực thứ ba trợ động lực thứ tư, động lực thứ tư trợ động lực thứ năm, động lực thứ năm trợ động lực thứ sáu, và động lực thứ sáu trợ động lực thứ bảy. Điều này được gọi là trợ bằng cách là vô gián duyên. Nhưng ở đây động lực thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, vì nó đồng giống giống thiện hoặc là đồng giống bất thiện, hay là đồng giống tố, rồi do đó vừa gọi là vô gián duyên mà vừa gọi là trùng dụng duyên asevana với chị giác. Cho nên khi mà chúng ta học trong độ trình tâm đó thì cái giai đoạn từ khi chúng ta tục sinh cho đến khi chúng ta chết, tất cả những sát na tâm tiếp nối chủ dài tâm thức tiếp nối sinh khởi đều gọi là vô gián duyên. Nhưng mà thỉnh thoảng thì trong mỗi một lộ trình như vậy nó có cái chặn động lực thiện hay bất thiện hay là tốt, thì cái đó được gọi là trùng dụng duyên. Ở đây chúng ta tìm hiểu chi pháp thì trùng dụng duyên tức là chỉ cho cái sát na động lực hiện thế vừa diệt, tức là 47 tâm động lực hiện thế cùng 52 sáng hợp trừ sát na động lực chót trong nội tâm, tức là động lực thứ bảy nó không có làm năng được nó chỉ là sở duyên thôi. Nó trợ cho 67 tâm động lực phi quả. Động lực phi quả ở đây đó, tại sao chúng ta nói 67 tâm động lực phi quả? Là bởi vì 47 tâm động lực hiệp thế thì đương nhiên là chúng ta không lấy tâm quả rồi. Cho nên trong cái phần năng không có kể đến. Nhưng mà trong cái phần sở duyên thì phải lấy thêm 20 tâm đạo nữa. Mặc dù tâm quả siêu thế Paricitta vẫn là cái tâm động lực, nhưng động lực quả siêu thế thì không thể làm trùng dụng duyên, cho nên mới
nói rằng động lực phi quả cùng với 52 sở hữu hợp là sắc na động lực đang sanh, trừ sắc na động lực đầu tiên trong nội tâm. Bởi vì động lực thứ nhất đó, nó chỉ là năng duyên để trợ động lực thứ hai là sở duyên, động lực thứ hai là năng duyên trợ động lực thứ ba là sở duyên, động lực thứ ba là năng duyên trợ động lực thứ tư là sở duyên, động lực thứ tư là năng duyên trợ động lực thứ năm là sở duyên, động lực thứ năm là năng duyên trợ cho động lực thứ sáu là sở duyên, động lực thứ sáu là năng duyên trợ cho động lực thứ bảy là sở duyên. Hết rồi. Bởi vì động lực thứ bảy mà trợ cho cái tâm na cảnh này thì nó không thành trụng dụng duyên, bị khác giống, khác giống tâm, hay là tâm khai ngũ môn và tâm khai y môn mà trợ cho tâm động lực đầu tiên thì cũng là khác giống, cho nên không thể xem là trụng dụng duyên. Thì đó là chúng ta nói sơ qua về chi pháp. Còn về vấn đề cấu yếu tri của trụ dụng duyên đó, thì như chúng ta thấy trong một lộ trình tâm, nếu động lực là thiện thì thiện hết, nếu động lực trong một loạt sắc na tâm động lực bất thiện là bất thiện hết, từ 1 cho đến 7 đều là bất thiện. Hoặc là động lực vô ký, vô ký tố, từ 1, từ sắc na động lực thứ nhất cho đến thứ 7 đều là động lực tố. Tố đây tức là tâm vị A-la-hán. Thì do vậy trùng dụng duyên nói theo tam đề thiện thì có 3 câu yếu tri, tức là thiện trợ thiện bằng trùng dụng duyên, bất thiện trợ bất thiện, vô ký trợ vô ký. Như vậy thì về tố hợp của trùng dụng duyên mà bài học hôm nay chúng ta học đó, là chúng ta chỉ dựa theo, chúng ta dựa theo 3 câu yếu tri thôi. Bây giờ về duyên ngọn đó, có 5 duyên trong giống vô gián, vô gián anantara chati, tố hợp với trùng dụng duyên là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Nếu mà chúng ta nói tố hợp theo câu yếu tri hợp theo chi pháp, trùng dụng duyên thiện trợ thiện là chỉ cho sắc na động lực nghiệp thế vừa diệt, tức là 17 tâm thiện hiện thế, như là 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới và 4 thiện vô sắc, trợ cho sắc na động lực thiện đang sanh, tức là 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp. Người học vi diệu pháp đó, chúng ta nhớ cái chi pháp tổng quát như thế này, chúng ta phải biết tổng quát như thế này, nhưng mà tách ra thì cũng khác. Chẳng hạn như tâm thiện dục giới thì khi nói đến trùng dụng duyên thì thiện dục giới trợ thiện dục giới, hoặc là phi đắc thiền thì tâm thiện dục giới trong sát na chuyển tập nó trợ cho động lực thiền thì sắc giới, thiền thiện sắc giới hoặc thiện vô sắc giới. Còn trong tâm đắc đạo quả đó, thì cái động lực
vô tra phu là chuyển tập á, nó trợ cho cái tâm động lực đạo, sơ đạo hoặc nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thiện mê cũng là thiện trợ thiện đó. Khi mà phân tách ra như vậy để thì chúng ta hiểu chớ không phải là nói 17 tâm thiện, 38 sở hợp trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp, nó tổng quát như vậy thì chúng ta không có nhận ra, hoặc là chúng ta sẽ hiểu sai đi. Ở đây trong trường hợp trùng dụng duyên thiện trợ thiện thì có 5 câu, 5 duyên tấu hợp, cũng là vô gián duyên, liên tích duyên, vô gián cận y, vô hữu duyên, liên hữu duyên. Cái trường hợp này tại sao? Tại vì cái sắc na động lực thứ nhất trợ sắc na động lực thứ hai, vân vân, thì cái chính của nó đó, cái điểm chính là trùng dụng duyên rồi. Nhưng mà trường hợp sắc na động lực thứ nhất diệt trợ sắc na động lực thứ hai tiếp nối sinh khởi, thì cái trường hợp này cũng còn gọi là vô gián duyên, cũng còn gọi là liên kết duyên, samanantarapachaya, cũng gọi là vô gián cận y duyên, cũng gọi là vô hữu duyên, cũng gọi là liên kết duyên. Vì vậy cho nên năm cái duyên mà vừa đọc tên đó mới gọi là năm duyên tấu hợp với, tấu hợp với trùng dụng duyên. Thì cả năm duyên này có chi pháp tấu hợp với trùng dụng duyên cũng giống như vậy, tức là 17 thị hiện thế gồm 38 sở hợp sắc na động lực thiện vừa diệt. Trợ cho 12, trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp sắc na động lực thiện đang sanh. Thì như vậy đó là chúng ta nói đến cái câu yếu tri thiện trợ, thiện trợ thiện. Câu yếu tri thứ hai là trùng dụng duyên bất thiện trợ bất thiện, chi pháp là 12 tâm bất thiện cùng 27 sở hợp là sắc na động lực bất thiện vừa diệt, trợ cho 12 tâm bất thiện cùng với 27 sở hợp là sắc na động lực bất thiện đang sanh. Động lực bất thiện thì trùng dụng duyên bất thiện trợ bất thiện đó, năng sở thì cũng đồng chi pháp. Nhưng mà chúng ta nhớ là hễ động lực tham á, thì nó trợ cái động lực bất thiện kế tiếp cũng là tham, tham trợ tham, tham trợ tham, tham trợ tham, tham trợ tham. Hoặc là động lực sân, tâm sân á, thì tâm sân trợ tâm sân, tâm sân trợ tâm sân, tâm sân trợ tâm sân. Hay là động lực si, si huệ nghi trợ si huệ nghi, hoặc si phóng vật trợ si phóng vật, chứ không thể nào nói 12 tâm bất thiện là năng rồi cái tâm tham trợ tâm sân, hay tâm sân trợ tâm si, không phải vậy. Tức là nó vừa thuộc đồng giống bất thiện mà nó cũng vừa đồng loại tâm. Thì tâm bất thiện này diệt trợ tâm bất thiện thứ hai sanh khởi, thứ hai trợ thứ ba, thứ ba trợ thứ tư. Trường hợp này cũng gọi là vô gián duyên, cho nên vô gián duyên được gọi là tấu hợp với nó, cũng gọi là liên tiếp duyên, cho nên liên tiếp duyên cũng gọi là tấu hợp với trùng dụng duyên bất thiện trợ bất thiện, cũng gọi là vô gián cận y. Mà giữa cái tâm động lực thứ nhất trợ cho động lực thứ hai thì năng và sở, năng giúp cho sở bằng cách là không có mặt, không có mặt nát trí bất trị giác, vô hữu duyên.
Mà không có mặt có nghĩa là năng sở nó liền nhau, một thì ở sắc, năng thì ở sắc na trước diệt mất, rồi sở là sắc na kế tục, mặc dù trợ lại nhưng mà nó ly khước liền nhau. Cả năm duyên này có chi pháp tố hợp với trùng dụng duyên thì giống y chang như là duyên gốc, là trùng dụng duyên vậy đó. Tiếp đến là chúng ta nói đến trùng dụng duyên vô ký trợ vô ký. Trùng dụng duyên mà vô ký trợ vô ký ở đây là ám chỉ cho động lực tố, 18 động lực tố, tức là 9 động lực tố, 8 tâm đại tố với tâm sinh tiếu, tâm ưng cúng sinh tiếu là tâm làm việc cười cho vị A-la-hán. Rồi 5 động lực tố sắc giới, 4 động lực tố vô sắc giới. Như vậy là 18 tâm động lực. 18 tâm động lực này cùng với 35 sở hữu hợp là sắc na động lực tố dự diệt, trợ cho 18 tâm động lực tố động lực. 18 tâm tố động lực cùng 35 sở hợp là sắc na động lực tố đang sanh. Thì cũng cái lý lẽ lý giải thì cũng giống y như cái trường hợp vậy, tức là tâm tố thuộc về động lực cho quên nát, cho nên tâm tố thứ nhất trợ tâm tố thứ hai, cái sắc na động lực thứ nhất sắc trợ sắc na động lực tố thứ hai đó, hoặc thứ hai trợ thứ ba, thứ ba trợ thứ tư trợ thứ năm trợ thứ sáu trợ thứ bảy của cái dòng tâm thức của vị A La Hán. Thì trường hợp này được gọi là trùng dụng duyên vô ký trợ vô ký. Trường hợp trùng dụng duyên vô ký trợ vô ký nó có năm duyên tố hợp, bởi vì tâm tố thứ nhất trợ động lực tố thứ hai thì nó kế tiếp liền kề với nhau nên gọi là vô nhân duyên. Mà cái gì là vô gián duyên thì cái đó cũng là liên tiếp duyên hoặc vô gián cận y duyên. Năng sở, năng giúp sở không có mặt gọi là vô gián duyên. Năng giúp sở một cách lìa lìa nhau, mỗi người mỗi một sắc na nó ở trước hoặc ở sau, cho nên năm duyên này được gọi là tấu hợp với trùng dụng duyên vô ký trợ cho trợ vô ký. Cả năm duyên này đều có chi pháp cấu hợp với trùng dụng duyên vô ký trợ vô ký, là 18 tố động lực cùng 35 song hợp trợ 18 tâm lực tố động lực cùng 35 song hợp. Sắc na trước trợ cho sắc na động lực cố đang sanh. Thì đây là chúng ta nói về, chúng ta đã nói xong về cái bài học và tấu hợp trùng dụng duyên. Để xem coi bài kế tiếp cơ. Cái bài kế tiếp thì nó là câu sanh nghiệp duyên. Xin quý vị post lên trên bảng để bài số 15 tổ hợp câu sanh nghiệp duyên. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Có lẽ là chúng ta chỉ nói sơ qua về cái vấn đề nghiệp ở trong đời sống ở Bình Nhật, còn về cái vấn đề
tấu hợp của câu sanh nghiệp thì chúng ta sẽ nói đến bài học sau, cũng như khi mà chúng ta nói đến vị thời nghiệp. Ở đây thưa quý vị, trong kinh Tạng thì khi nói đến nghiệp, nghiệp duyên, thì Đức Phật là chỉ thuyết cho chúng sanh hiểu. Có một lần khi mà Bà La Môn Xuất Phát Tô Đề Giác đi đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh ở trong đời tại sao cũng đồng thời là loài người với nhau, mà có người thì sống trường thọ, có người sống yếu thọ. Có người thì khỏe mạnh, có người thì đau bệnh. Có người thì duyên dáng xinh đẹp, còn có người thì xấu xí, thô kệch. Có người thì ở sanh trong dòng dõi cao sang, còn có người thì sanh ở trong gia đình hạ tiện. Có người thì có quyền chức, có người thì bị không có quyền chức, bị cô thế. Có người có trí tuệ, có người thì ngu đần. Do duyên gì mà có sự phân loại như thế? Thì Đức Phật mới dạy rằng Căm măng sát tê Nghị phát trật tí Dây đi đăng hỷ nắp Đi ta giả tí. Tính nghiệp phân loại chúng sanh, tức là có tốt, có xấu, có thắng, có liệt, có ưu thắng, có hại liệt. Thì Đức Phật nói vậy. Tiếp thì khi mà Bà La Môn nhóm hỏi Đức Phật, mà Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn mà nói cái tóm tắt như vậy con chưa hiểu rõ lắm, xin Ngài giảng dạy rộng rãi. Cái câu nói rằng nghiệp phân chia chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt, thì Đức Phật có giải thích rằng là này Xuất Phát Tô Đề Giác, trong đời có những người nam hay nữ, độc ác, họ giết hại những cái sinh vật, đoạt mạng sống của chúng sinh khác bằng nhiều hình thức. Do cái hạnh nghiệp như vậy, sau khi chết sanh xuống địa ngục. Nếu trở lại làm người thì người đã sống, người đã sẽ bị yếu thọ, tức là sống tuổi thọ nó không có dài. Còn ngược lại, có những người nam nữ trong đời này có lòng thương tưởng các loài hữu tình, không có sát hại chúng sinh khác, không có đoạt mạng sống của chúng sinh khác. Do nghiệp này sau khi chết được sinh của trời, nếu trở lại là người thì người đó sẽ là người sống trường thọ, tuổi thọ dài, sống cho đến chết, đến hết tuổi thọ, sống đến hết tuổi thọ. Thí dụ tuổi thọ trong thời kỳ đó mà được đạt đến 100 tuổi thì chúng sanh đó sanh ra ở đời sống tới 100 tuổi.
hoặc là cái thời kỳ như thời kỳ chúng ta thì cái tuổi thọ trung bình là 75 tuổi. Thì như vậy những người họ sống được 75 tuổi xem như là trường thọ. Đó là nghiệp phân loại chúng sanh, có tốt có xấu, có ưu thắng hạ liệt, trường thọ và yếu thọ. Rồi Đức Phật ngày dạy tiếp: này xuất phát tôi đi giá, có những người nam nữ trong đời này tánh độc ác, hay đánh đập, đã thương chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ quằn quại, què tay và chân, hay là trở thành người khuyết tật, thương tật. Thì những người này sau khi chết sanh xuống địa ngục, nếu trở lại là người sẽ là người nhiều bệnh, bệnh hoạn triền miên, hoặc gặp những cái chứng bệnh nan y. Còn có những người nam nữ trong đời này hành tánh không độc ác, không có đánh đập, đã thương gây khuyết tật, gây thương tật cho chúng sanh khác, vì do cái hạnh nghiệp thiện này sau khi chết được sanh về cõi trời, nếu sanh trở lại là người thì người đó sẽ được khỏe mạnh, có cái sức khỏe tốt, ít có bệnh hoạn. Đó là cái hạnh nghiệp phân chia chúng sanh có tốt có xấu, tức là có đa bệnh và thiểu bệnh, bệnh tật và có sức khỏe. Anh gì phân loại gì? Và Đức Phật lại giải tiếp: này xuất phát tôi đánh giá, có những người nam nữ trong đời này tánh hay nóng nảy, dễ sân giận, gặp chuyện bất bình một chút hay nghịch ý một chút là giận hờn, phẫn nộ. Thì do cái hạnh nghiệp này sau khi chết sanh xuống địa ngục, nếu trở lại là người thì những người nam nữ sẽ là người xấu sắc, tức là không có duyên dáng, không có đẹp. Ngược lại, có những người nam nữ trong đời này tánh tình cởi mở vui vẻ, không có lòng sân hận, dầu gặp nghịch cảnh nét mặt cũng tươi vui. Thì người này do hạnh nghiệp như vậy chết sanh cõi trời, nếu trời là người thì sẽ là người xinh đẹp duyên dáng. Đó là cái pháp hành, đó là cái hạnh nghiệp mà phân loại chúng sanh có tốt có xấu. Rồi Đức Phật lại giải tiếp về người có tài sản lớn và người nghèo khổ. Thì Đức Phật dạy rằng: này Xuất Phát Tu Đế Giá, có những người nam nữ trong đời này tánh tình keo kiết bỏng xẻng, không bao giờ biết cho ai cái gì, không bao giờ biết san sẻ ai cái vật gì, không có cúng dường đến các Phật Sa Môn và La Môn, những vị xuất gia tu hành. Do cái hạnh nghiệp như vậy chết sanh xuống địa ngục, nếu trở lại là người thì người đó sẽ là người nghèo khổ, không có tài sản. Ngược lại, có những người nam nữ trong đời này tánh tình rộng rãi, ưa bố thí, sống hoan hỷ chia sẻ cái gì mình có
cho chúng sanh khác, cho người khác. Và thường hay cúng dường đến các vị sa môn và lộng môn xuất gia tu hành. Do cái hành nghiệp quý vị chết sanh về cõi trời, nếu trở lại làm người thì người có tài sản lớn, giàu có. Đó là cái hạnh nghiệp phân loại chúng sanh có tốt có xấu, có nghĩa là có giàu có nghèo. Rồi Đức Thế Tôn giải tiếp về cái hạnh nghiệp mà làm cho chúng sanh sang hoặc hèn. Này Xuất Phát Tôi Đại Giá, có những người nam nữ trong đời này tánh tình cống cao ngã mạn, không có sự cung kính các bậc đáng cung kính, như là cung kính cha mẹ thầy tổ, cung kính các bậc huynh trưởng, hay là cung kính các bậc sa môn và la môn. Họ không có cái sự cung kính, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không cung kính những người đáng cung kính. Do hạnh nghiệp đó, sau khi chết sanh xuống địa ngục, nếu trở lại là người thì nó sanh ở trong cái gia đình hạ tiện, sinh ở trong cái vùng, trong cái giai cấp thấp thổi trong xã hội. Ngược lại, có những người nam nữ trong đời này ở tánh tình nhu thuận, biết cung kính cha, cung kính mẹ, cung kính thầy tổ, cung kính các bậc huynh trưởng trong gia đình, cung kính đảnh lễ các bậc sa môn và lâm môn. Do cái hạnh nghiệp như vậy, chết sanh về cõi trời, nếu trở lại là người thì người đó được sanh vào cái gia đình cao sang, trong cái giai cấp quý tộc, giai cấp thượng lưu. Đó là cái hạnh nghiệp mà phân loại chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt như thế. Rồi tiếp đến Đức Phật này dạy về cái hạnh nghiệp mà phân chia chúng sanh. Có người có quyền thế, còn có người thì vô thế. Ở đây này Xuất Phát Tôn Đại Giá, những người nam nữ nào trong đời này cái tánh tình ích kỷ hay ghen ghét, tật đố, ganh tị, thấy người khác hơn mình thì đem lòng ghen ghét, thì do cái hạnh nghiệp như vậy chết sanh xuống địa ngục, nếu trở lại là người thì là người sống cô thế, không có quyền hạn gì và bị người ta coi rẻ. Ngược lại, có những người nam nữ trong đời này có cái tâm cao thượng, biết tùy hỷ, biết vui thích theo cái hạnh phúc của chúng sanh khác, bằng lòng với sự thành lợi mà chúng sanh khác có được, không có sự ganh tị, không có sự tật đố ganh tị. Do cái hạnh nghiệp này chết sanh được có trời, nếu trở lại làm người thì là người có quyền thế và có thế lực ở trong cái xã hội, người ta coi trọng. Đó là cái hạnh nghiệp mà Đức Phật hành thuyết về cái hạnh nghiệp phân chia chúng sanh có ưu thắng hạ liệt, tức là có quyền thế và bị cô thế. Cuối cùng thì Đức Phật hay dạy về cái hạnh nghiệp đưa đến ngu si và thiểu trí như chúng sanh. Có những người nam nữ trong đời này họ sống u mê, họ không chịu tìm hiểu những pháp đáng tìm hiểu, họ không chịu tìm đến các bậc thiện trí thức để học hỏi bạch ngài thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là pháp nên thực hành, thế nào là pháp không nên thực hành, thế nào là pháp đưa đến hạnh phúc an lạc ở trong đời, còn pháp nào đưa đến, nếu thực hành đưa đến sự đau khổ, vân vân.
không có chịu học hỏi chánh pháp như vậy, không có chịu học hỏi đạo đức như vậy, thì đối với người này sanh chết, sanh xuống địa ngục, nếu trở lại là người thì sẽ là người ngu si đần độn, không có trí tuệ. Ngược lại có những người nam nữ trong đời này có cái tâm cầu học, hoan hỷ tìm đến thân cận với các bậc thiện trí thức để học hỏi những điều hay lẽ phải, bạch ngài thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là việc nên làm, việc không nên làm, thế nào là hành động đưa đến hạnh phúc và thế nào hành động đưa đến sự đau khổ lâu dài, vân vân. Do cái tâm cầu học như vậy, thích thân cận bậc trí như vậy, cho nên sau khi chết sanh về cõi trời, nếu trở lại là người sẽ là người có trí tuệ thông minh. Thì đó là cái hạnh nghiệp mà phân loại chúng sanh có ưu thắng hạ liệt, tức là có trí và ngu. Thì thưa quý vị, ở trong bài kinh, trong kinh Tạng đó, khi mà đề cập đến hạnh nghiệp của chúng sanh, là Đức Phật Ngài chỉ nói đến những cái pháp như vậy để cho chúng sanh nghe và hiểu, như là Xuất Phát Tu Đại Giác này. Chứ không có, Ngài không có nói chặt chẽ chi tiết và cái lý lẽ sâu sắc như là ở trong vị diệu pháp. Ở trong vị diệu pháp khi mà đề cập đến tâm bát chánh giác, tức là nghiệp duyên đó, thì nó chia ra làm ba. Nghiệp duyên chia ra làm ba. Một là Sahachata Kammapacchaya, là khâu sanh nghiệp duyên. Thứ hai được gọi là Nanakkhanika Kammapacchaya, là dị thời nghiệp duyên. Và thứ ba là Anantara Kammapacchaya, tức là vô giá nghiệp duyên. Khi đề cập đến chữ nghiệp, Đức Phật Ngài có định nghĩa ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Chetana Hang Thikhave Kamang Vadami. Này chư tỳ kheo, ta nói chính Chetana là nghiệp, tức là chính cái sự phối hành động là nghiệp. Chữ nghiệp ở đây nếu mà xài ở trong Kinh Tạng đó, thì chữ nghiệp này nó có nghĩa là cái sự tạo tác có thiện có ác. Nhưng mà ở trong vị pháp thì cái chữ nghiệp duyên trong trường hợp này là chỉ cho Chetana, tức là cái tâm sở đôn đốc các pháp đồng sanh hoạt động trong cái phạm vi biết cảnh. Nên lấy theo cái ý nghĩa này thì Chetana, tâm sở Chetana tức là tâm sở tư, là đóng vai trò được gọi là nghiệp tâm mắt. Và Chetana khi mà nó có mặt ở trong tất cả 121 tâm, nó thuộc về hành quấn, và nó đề đốc cho các cái danh quấn đồng sanh với nó để có cái sự hoạt động biết cảnh, thì cái trường hợp này gọi là khâu sanh nghiệp duyên. Mà cũng Chetana nó làm khâu sanh nghiệp duyên ở trong tâm bất thiện và tâm thiện, nhưng mà nó thêm một cái chức năng nữa là Chetana đó nó có cái khả năng để là chủng tử và tạo ra cái quả dị tục ở trong tương lai. Thì cái trường hợp này gọi là dị thời nghiệp duyên. Dị thời là khác thời gian, nghiệp dị thời cho quả dị tục. Cũng là dị thời nghiệp duyên, nhưng một cái điểm đặc biệt
Tức là Chetana ở trong tâm thị hiện thế, tức là tâm đạo. Nó thành vị thời, nghiệp duyên để trổ sanh ra tâm quả siêu thế. Nhưng mà vì tâm đạo và tâm quả siêu thế, một cái trợ duyên và một cái được trợ duyên, một sát na trợ duyên và sát na được trợ duyên, nó sanh kế tiếp với nhau. Tâm đạo thì tâm quả liền kế tiếp không gián đoạn, cho nên mới trường hợp này Chetana ở trong tâm đạo được gọi là vô giá nghiệp duyên. Vì vậy cho nên trong 24 duyên của duyên hệ đó, nói đến tâm appacchaya tức là nghiệp duyên, thì được Đức Phật ngài phân tích và trình bày theo ba khía cạnh là câu sanh nghiệp, vị thời nghiệp và vô danh nghiệp. Chính ở chỗ đó mà các vị chú giải, các ngài mới đưa ra ở trong cái bài học về duyên hệ có câu sanh nghiệp duyên, vị thời nghiệp duyên và vô danh nghiệp duyên là như thế. Thì cái trường hợp mà tạo cái nhân xấu, tạo cái nghiệp xấu đưa đến quả xấu, như ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt khi nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị về cái nghiệp phân loại chúng sanh có thắng có ưu thắng có hại liệt. Thì bài kinh ở trong đó nói về nhân nào quả nấy, nghiệp nào quả nấy. Làm ác thì bị quả khổ, mà làm thiện thì được quả vui đó. Thì trường hợp này nói theo duyên hệ, nói theo vị pháp, thì nó nằm ở trong vị thời nghiệp duyên, nằm ở trong vị thời nghiệp duyên mà chúng ta sẽ học tới đây. Cho nên khi mà học kinh tạng và học vi diệu pháp, chúng ta nên chú ý, nên tác ý lắng nghe và suy nghĩ, chớ không thì có nhiều người họ nói ở trong vi diệu pháp dạy cái gì không hiểu gì hết, nó không có liên quan gì đến kinh tạng hết. Kinh tạng nghe dễ hiểu, vi diệu pháp nghe khó hiểu quá, nhưng không thưa quý vị. Chính vì chỗ chúng ta không biết, thí dụ bây giờ một loạt ở ngoài tiệm thuốc tây đó, ở ngoài pharmacy người ta bán cũng loại thuốc cảm không, nhưng mà trong thuốc cảm đó nó có những cái nhóm thành phần. Khi mà vị dược sĩ họ biết thuốc cảm mà có clofe rồi đó, thì cảm sổ mũi vân vân, hay là acetamol đó, thì cảm đó là cảm lạnh, cảm đông nhất paracetamol rồi. Thì khi mà một người bệnh đó, như một người thường dân ở bên ngoài mà không có kiến thức về dược, thì họ cứ ra người ta bán thuốc nào mua thuốc đó, hoặc là vô trong siêu thị ở Việt Nam chúng ta thì Mỹ nó khác, Mỹ ở trong siêu thị có bán thuốc tây, còn ở Việt Nam chúng ta chỉ đi đến cà phê xin có thuốc tây, chứ còn ra siêu thị mua đồ ăn không chứ không có thuốc. Nhưng mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi đi trong siêu thị có cái gian hàng bán thuốc tây, thì mạnh ai nấy lựa, mình lấy chọn. Nhưng mà chúng ta không có biết cái thành phần dược tính của nó ở trong là gì, cái dược tính của thuốc ở trong đó là gì, chúng ta không biết được. Cũng như khi mà học kinh tạng thì chúng ta nói nghiệp nhân nào quả nấy, nghiệp thiện thì quả vui, nghiệp ác quả khổ, chúng ta chỉ biết vậy thôi. Nhưng qua đến vi diệu pháp, khi mà phân tích nghiệp duyên nó có ba trường hợp, thì chúng ta phải biết rằng cái chuyện mà nhân nào quả nấy, thiện cho quả vui, ác cho quả khổ, thì cái này thuộc về vị thời nghiệp duyên. Chúng ta sẽ học, chỉ khác cái danh từ gọi thôi đúng không? Thì chúng tôi xin giới thiệu sơ với quý vị về cái vấn đề nghiệp duyên, tâm appacchaya, chứ chưa có học tới tấu hợp
của khổ sanh nghiệp duyên, tấu hợp của vị thượng nghiệp duyên và tấu hợp của vô giác nghiệp duyên. Thì như vậy là cũng vừa phải với thời gian buổi học ngày hôm nay, thì chúng tôi xin chấm dứt buổi học. Kính chúc quý vị được an vui tiến hóa. Và bây giờ thì xin kinh cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ Phúc chúc phước báo cho rừng, để rừng đất Phật pháp của chúng ta nghỉ. Nam mô.